Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của Dũng Bơm TV Các bạn có tin đây là rau muống mình mới cấy được có 10 ngày không? Rau muống mình cấy mới có 10 ngày đấy Các bạn có thể thấy lon bỡ ra rồi Và có thể bắt đầu hái ăn được rồi Hôm trước có bạn hỏi là Anh ơi, có cách nào cấy rau muống siêu tốc được không? Mình bảo là có đấy Cấy rau muống, thẳng từ rau muống Thì nó sẽ rất là nhanh lên và nhanh bén tất nhiên là nhanh được thu hoạch nữa. Và hôm nay mình xin phép được chia sẻ với các bạn cách trồng rau muống siêu tốc của mình. Mời các bạn cùng xem và tham khảo video clip với mình nhé. Và đây như các bạn có thể thấy là mình mới trồng một nửa chậu thôi. Một nửa chậu này mình vẫn để đất không, mình vừa mới sới lại cho nó tơi xốp đất. Một nửa chậu mình trồng thử nghiệm cái rau muống siêu tốc này và đã thành công và lớn rất là nhanh. Thì cái gì như thế thôi, mình uh, thử nghiệm thành công thì mình mới dám chia sẻ cho các bạn cùng uh, tham khảo. Uh, đầu tiên là về đất trồng rau uống thì cũng uh, rất là đơn giản thôi, đó là 50% đất cũ, 20% trâu hun hoặc là mùn dừa nghiền, mùn dừa nghiền nhỏ đấy ạ. Uh, 20% phân chuồng đã ủ hoai mục, phân trâu, uh, phân bò, phân lợn, phân dê hoặc là phân chuồng đều ok hết thì các bạn cứ trộn đều lên như thế đất nó sẽ tơi xốp lại thì mình bắt đầu mình đi mình trồng rau muống đây rau muống trồng 10 ngày mà đã thu hoạch rồi đấy các bạn ạ thì bây giờ mình sẽ cắt những cái cọng rau muống này mình sẽ cấy luôn sang bên cái phần đất trống này của mình tại vì là cái gốc này đã rất là ổn định và ra rễ rất là nhiều và khi mình cắt đi nó sẽ ra các nhánh ở cái mắt này À, mình uh, tiện đây thì mình cứ uh, cắt mình cắt mình trồng luôn sang bên này. Nếu mà các bạn ở nhà chưa có uh, gốc, chưa có ngọn thì uh, các bạn uh, ra chợ các bạn mua những cái mớ rau muống người ta bán ở ngoài chợ ấy thì các bạn về các bạn uh, nhặt sạch sẽ đi xong uh, các bạn uh, cắt ngắn tầm khoảng uh, 20 cm, cứ đo cỡ một càng tay là ok. xong rồi các bạn uh, nhặt uh, hết uh, lá những cái lá ở dưới này đi chỉ bớt khoảng 5 lá ở trên cùng này thôi để mình cắm cái cọng đoạn này xuống này thì nó dễ sẽ dễ nó không bị vướng lá và vướng cẳng lá như thế này thì các bạn nhặt các bạn cắt chéo đi Nên nó hình nhọn thì mình cắm xuống thì sẽ rất là nhanh và dễ cây được chắc gốc và nhanh ra dễ kén gốc bây giờ mình sẽ trước mắt mình cắt những cái gốc đã được như thế này rồi mình sẽ cắt chéo như thế này để tạo ra một cái độ chéo của cái cuống cây rau muống này nhá thì khi các bạn cắm xuống các bạn sẽ rất là dễ cắm và rau muống được chắc gốc và nhanh ra dễ nhanh bén cây thì mình cứ cắt đây mình cứ cắt chéo một xuống như thế này và để cái rau muống siêu tốc nhanh bén nhanh được thu hoạch thì đầu tiên các bạn phải nhặt hết các cái lá ở dưới đi như các bạn thấy mình đấy nhặt hết uh, lá đi xong là để uh, mình cắm xuống cho cây được chắc gốc và nhanh bén dễ thì ở đây mình có uh, mấy cọng đây thì mình sẽ chọn ra khoảng 3 đến 4 cọng trong muốn khỏe nhất để mình cấy thì ở đây mình sẽ có 5 cọng đấy. thì các bạn cứ cấy từ uh, 3 đến 5 cọng 4 cọng thì mình sẽ vặt hết lá đi vặt hết lá đi Đấy, các bạn có thể thấy một dãy rau muống mình để ở trên sau đó mình sẽ cắm thẳng xuống đất rất là tươi xốp nhá khi mà ấy thì sẽ mình sẽ cắm thật thẳng xuống như này đó xong mình ấn chắc gốc ok xong các bạn có thể thấy không và tương tự các bạn có thể làm với cả các nhánh tiếp theo đất mình mới trộn lại rất là tươi xốp mình cắm thẳng rau xuống mình cắm thẳng rau à, xuống, xong à, mình à, ấn đất à, xung quanh cho nó chặt vào. Mà chỗ nào à, không ấn được ấy, thì các bạn à, chọc ngón tay xuống, các bạn sẽ dễ dàng à, ấn xuống hơn. Ví dụ chọc ngón tay xuống như này, thì các bạn à, cho cây à, mấy cọng rau muống xuống, các bạn ấn chắc gốc xung quanh là ok. Nói chung là cũng à, chắc vừa vừa thôi, chứ không nên chắc quá. Chắc quá thì đất nó bị bí bết cây nó sẽ khó ra dễ và dễ có ra thì nó khó bỏ đi nó tỏa đi khắp nơi để nó ăn các chất dinh dưỡng ở cho có ở trong đất nên thì cũng chỉ ấn vừa tay để cho cây được chắc gốc không bị ngã đổ thôi tiếp theo đến mình sẽ chia sẻ cách bón phân và tưới phân cho cây rồng uống siêu tốc này được à, nhanh lớn. Và đây là cọng rau muống mình vừa mới cấy xong. Khi cấy xong thì các bạn à, nhớ à, tưới à, rau để à, giữ ẩm à, cho rau nhanh à, được à, phục hồi và ra dễ Nếu mà ngày à, nắng quá như các bạn có thể thấy ở đây, rau muống mình vừa cấy xong đã hơi bị héo rồi, tại vì là ở ngoài mình đang mùa hè rất là nắng thì các bạn à, kiếm mấy cái thùng xốp, các bạn đậy lên như thế này. đấy, các bạn có thể thấy các bạn đậy lên này, như như vậy là trùng hụp luôn, không hở một tí nào ra. thì uh, ngày các bạn uh, tưới xong, sáng các bạn tưới xong, các bạn đậy lại, xong là đến tối thì uh, các bạn lại mở ra, các bạn tưới lại một đợt nữa, các bạn mở ra, xong là sáng hôm sau, các bạn tưới lại, tưới mình chỉ tưới gọi là giữ ẩm thôi nhá, chứ mình uh, không uh, không nên tưới quá nhiều. Uh, sáng hôm sau thì các bạn đậy lại các bạn cứ làm như thế từ trong vòng khoảng 3 đến 4 ngày là cây rau muống sẽ sẽ tươi tỉnh và ra rễ và phát triển trở lại. Thì đến lúc đó thì các bạn thấy cây rau muống đã cứng cây và không bị ngã đổ nữa thì các bạn cho rau muống ăn phun nắng cả ngày. Thì rau muống sẽ rất nhanh phát triển. Và tiếp theo đó là đến cách bón phân và chăm sóc để cho những cái cọng rau muống này tiếp tục ra những mầm mới và nhánh mới. Thì sau khi thu hoạch xong, mình sẽ bón phân chuồng đậu hoái mục là mình sẽ bón phân bò vào các cái rãnh này. Đấy. Sau khi bón phân bò xong từ 3 đến 5 ngày, cây rau muống sẽ ra mầm mới ở các cái mắt như thế này. Thì lúc ấy mình bắt đầu bón phân nước phân nước bao gồm phân chuối trứng sữa hoặc là phân cá hoặc là đơn giản nhất thì các bạn ngâm phân viên ra tan thành nước xong là các bạn pha thật loãng ra, các bạn tưới cho rau muống là ok. Như như phân bò thì mình chỉ bón một lần. Đó là sau khi thu hoạch và sau khi thu hoạch xong bón phân bò xong thì cây rau muống ra mầm thì mình sẽ bón phân nước cứ ba ngày mình bón phân nước một lần thì chờ bón khoảng 3 đến 4 lần phân nước là cây rau muống được thu hoạch mình cắt mình thu hoạch thu hoạch xong mình lại bón một lớp phân chuồng đỗ hay mục phân bò phân chuồn phân gì đều được hết xong mình lại chờ 3 bốn ngày sau cây rau muống nó ra mầm ra nhánh thì mình lại tiếp tục mình bón phân nước là rất nhanh được ăn, Đấy, cứ một cái vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại thế thôi, chứ không có gì thay đổi cả. Ở đây mình có một xô phân bò đây, mình bón luôn cho các bạn cùng xem. Đấy, mình chỉ bón một lớp mỏng, dọc dọc ở các rãnh này thôi, thế thôi. Rau muống cũng không nên bón nhiều đâu nhé các bạn nhé. Rau muống mà bón nhiều quá là cây rau nó dễ bị xót phân, dẫn đến bị vàng lá, đốm lá, đốm trắng đấy ạ, đấy là cây rau muống có hiện tượng bị xót phân, các bạn bón nhiều phân quá bị nấm lá, nấm rễ, như trong cái thời kỳ mà cây rau muống ra mầm mà đang phát triển mạnh ấy, cái mầm phát triển mạnh thì các bạn cứ pha phân nước thì các bạn cứ pha thật loãng ra, cho yên tâm chứ bạn cũng các bạn cũng không lên bón quá nhiều hoặc là quá đặc như ở đây mình có một thùng 20 lít nước sạch nước mưa đấy thì mình sẽ pha với 100ml phân chuối trứng sữa để mình tưới mình bón cho rau muống nhanh lớn thì ví dụ như là cái phân chuối trứng sữa này nhá là pha tỷ lệ 1 với cả 100 nhưng mà rau muống thì rất là nhạy cảm với cả phân thì mình cứ pha tỷ lệ 1 200 và pha loạn gấp đôi ra đấy ạ đây các bạn có thể nhìn thấy rau muống của mình đây rau muống của mình cũng cấy từ cọng cấy lên đấy bây giờ phát triển rất là tốt thì mình chỉ bón một lần nữa mình được ăn thôi thì cứ 3 ngày mình tưới một lần cứ mỗi chậu mình tưới một cái gáo đỏ nhỏ nhỏ này là ok. Và sau khi bón phân xong các bạn nhớ tưới rau lại bằng nước sạch để phân được dàn đều trên mặt chậu và cây rau được sạch sẽ. Và cuối cùng video clip chia sẻ cách trồng rau muống siêu tốc của mình đến đây xin phép được kết thúc. Các bạn có chỗ nào không hiểu thì xin để lại câu hỏi dưới phần bình luận của video, mình sẽ trả lời đầy đủ và dễ hiểu hơn xin chào các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình chúc các bạn một ngày tốt lành